Bài này thì mình chuyển soạn ở trên giọng rê thứ, nhưng mà các bạn sẽ chơi bằng sáu la đấy, để cho nó trầm ấm, nó dịu dàng. Câu đầu tiên: rê mi fa mi rê đô mi fa mi đô rê. Rê đó, nó đô để bạn đôi đô. Thì bạn có thể thổi từ đô đô lên. Đó. Mi fa mi đô rê. Thổi bình thường. Đó. Lấy thêm một cái. Nốt la đầu tiên thì luyến từ si xuống, và nốt la thứ hai thì luyến từ sol lên, hoặc là ngược lại, hoặc là đảo chỗ cho nhau, hoặc là đó. La la do sol do re này các bạn này. Lớn từ la nhé. Son la, la son la. Đó. Câu tiếp theo: rê là fa mi rê đô. Nốt rê đầu tiên, nốt rê này, cái nốt rê này các bạn có thể thổi từ nốt la nhẹ nhàng, khéo léo, hoặc là không thổi cũng được. Đô rê đô, tiếp là đô rê, mi son fa mi son. Là đô rê mi son, thì các bạn mi trong son này, xong lại lấy lên trong pha. Đó. Đó. Son thì bạn luyến từ la xuống nhá. Tiếp la la son rê la la son la, nốt la đầu tiên ta luyến cho nó son lên và dùng hơi nó son nhé, giống như cái đàn bầu ta đánh tâm đó, nốt la đằng sau các bạn lấy. Nốt rê thì thổi từ mi xuống. Đó, cả câu rồi. La la son la cũng giống như vậy. Đó, cả câu. Nhớ các bạn nhớ lấy nốt la này không được lấy cao ngón tay. Ngón tay mà cao thì nghe nó không được giòn. Nghe nó không hay. Các bạn thấp ngón tay thôi, thấp xuống và nhanh. Đây. Đấy, nghe nó rất là khéo léo mà nghe nó mình có mục đích. Đây, tất cả các lấy khác cũng vậy. Tiếp câu tiếp theo: fa fa son son la son mi. Fa thì các bạn thổi từ son xuống. Đó. Fa fa, tiếp nốt son lại thổi từ fa lên. Fa 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 son son, tiếp lá các bạn thổi tiếp từ nốt son lên. Lá lại lấy rồi dùng son. Cả câu. Đó, tiếp là mi rê đô, là mi rê đô, rê rê rê.
còn là với tôi so lên nốt la tiếp theo là bạn lấy luyến thôi, chỉ nháy một cái mà dùng hơi thật sâu ở đây thì nó sẽ có sức nặng mà nghe nghe nó có một chút gì đó hơi thương thương. Mi rê đô thì nó rê lại mi rê đô rê 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 mi thì bạn luyến từ rê lên tiếp la son rê cũng giống như cái câu bên trên thôi, cũng từ son lên và lái xuống, cũng lên xuống nốt mi xuống rê tiếp son rê son la. Từ nốt son các bạn luyến thẳng xuống nốt rê đó, nhưng mà ta làm mượt mà và khéo léo. Tiếp son la la rê rê fa la son la rê rê fa tiếp mi rê si la tiếp mi rê si la. Nốt si này các bạn luyến từ la lên để cho nó mượt mà đó, chính vì nếu mà ta luyến từ la của sáo, của sáo trúc căn bản ấy, la si, nó sẽ không có cái độ miết, không có cái độ mượt, thì các bạn mở một nửa cái ngón la này đó, nó thật khéo léo, nói là một nửa thôi nhưng mà nó sẽ không nhiều bằng một nửa đâu, bởi vì nếu mà là một nửa chỉ một chút thôi cộng với hơi của ta thổi vào sẽ bị cao lên, nó sẽ không là si dáng nữa đó. Đó xong lại ta úp trở lại luôn lấy luôn câu tiếp theo la la son rê la la son la cũng giống như vậy fa fa son fa 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 son son fa rê đô đô nốt son này các bạn này son fa rê đô đô fa fa mi rê la fa fa để hơi lạnh một chút mi rê la la thì các bạn lại luyến từ nốt son lên và rung cho nó nghe hơi thương thương một chút, nó không đến mức độ thảm thương bi ai ai oán mà nó dịu dàng, nhưng mà nó không có chút gì đó. Nhớ là thấp ngón tay là son la son fa rê đã hết bài.